Trung Quốc kim chi, nhưng mà mình làm theo cái kiểu cái khẩu vị của mình, ngon ai có bất cả cho mình là cô sale ba tao một cặp. Thì cái này là mình có hẹn với củ cải, với mình xay táo này, đó là xay củ hành, xay tí đường cho nó thơm, với là tỏi đó. Thì mỗi thứ mình cứ lượng cái gia vị này, mình cứ tự mình lượng sao mình cho cái này nó cũng vừa thôi, chứ cũng đừng có nhiều quá, cũng đừng ít quá. Ok, để mình có chút xíu mình sẽ làm cái bột để bỏ vô trộn với cái ớt. Mình sẽ cắt xíu, bây giờ mình cắt cái này ra, mình ngâm với muối, mình ngâm với muối ấy, cho nó mềm ra đi, rồi xong mình sẽ rửa mình để ráo, xong bắt đầu mình ướp. Thì bây giờ mình quay cái này nè, táo này. Cái này là gừng này, táo với gừng. Thay vì cái này mình làm thì mình làm với là củ riềng, nhưng mà mình không có củ riềng, mình làm củ gừng cũng được nha. Đó. Còn hai cái thứ này là hành trắng với là củ cải, hai cái này mình cũng xay nhuyễn ra luôn. Tỏi là phải có rồi đó. Những cái hỗn hợp này mình đã xay rồi, cái này là cái phần này là mình củ cải này, bên đây là gừng với táo với tỏi rồi này, cái củ cải này mình cũng đã sắc nhuyễn ra rồi này, đó. Thì bây giờ mình cho cái đường vàng á, đó mình cho cái này mình muối hai cái bắp cải này thì khoảng chắc cỡ 5 thao á, đó mình cho khoảng 4 muỗng đường vàng, tại vì ở trong cái cải này mình đã muối nước muối rồi, thì mình có rửa sạch để ráo rồi, nhưng mà cái độ mặn nó cũng còn, cho nên là mình cứ muối nữa. Nếu mình có cho cái vị mặn này cho nước tương với lại cho nước mắm thôi. Cái này là cái này là để cho nó làm lên men này, cái này là bột nếp, cái bột nếp mình quậy cho nó thành cái hỗn hợp vậy này. Đó. Khoảng chừng nửa muỗng, nửa cái chén, nửa chén ăn cơm thôi. Đó. Cho nó lên men. Cho có cái nước táo á. Nước táo là nó lên men. Đó, mình cho một chén canh, chén cơm, bột ớt. Có cái bột này vô nó. Đó, mình trộn với cái hỗn hợp này lại. Xong á, mình sẽ ướp vô cải mà mình đã cái này là cái hẹ, cái này là cái cải mà mình đã muối, mình đã ngâm 3-4 tiếng đồng hồ đó, nó mềm lại rồi đó. Ngâm với gì? Ngâm với muối hột á, xài bằng muối hột nha. Thì muối hột nó có giữ được, nó có được cái vị mặn nhưng mà nó ngọt, chứ không phải là muối hầm á. Nó mặn, nó mặn chát à. Còn muối hột á, nó mặn nhưng mà nó có vị thanh thanh ngọt ngọt, chứ không phải là mặn lắm. Cái này là cái hỗn hợp mà mình đã trộn lại, mình mix lại với nhau rồi đó. Thì bây giờ mình lấy cái cải này nè. Cải này mình vô, mình cho nó vô. Cho nó vô từng lớp một. Mình ướp cái này á, là khoảng 2 ngày 3 ngày là nó lên men đều ăn được. Mấy cái này á là mình bỏ vô á, mình phải massage cho nó đều gì đó, nó mới là lên men đều, nó thấm đều.
mình nó làm theo cái khẩu vị của Việt Nam á thì mình ăn dễ hơn, mình thích hơn. Nhưng mà mình thấy mua về nó chẻ ra làm đôi, làm đi đôi đôi miếng 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 luôn á, thì cái miếng cải nó không có được bự như một mảng như vậy, một mảng như vậy nó giòn hơn. Cái này hả? Cái này chừng 3 ngày, 2 ngày là lên lên men, ăn được nó 3 ngày. Tại vì thời tiết mà, nếu mà mùa lạnh thì em nghĩ chắc là 3 ngày, mùa hè là chừng 2 ngày thôi. Mùa đông này thì chắc là phải 3 ngày, đó. Bây giờ mình massage đều rồi đó. Bây giờ mình lấy cái ziplock á, mình bịch nó lại. Đó. Rồi đợi nó lên men, nó sẽ lên men. Xong rồi nó chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, giòn giòn. Ok. Đó, bây giờ mình ướp, mình massage đều rồi đó. Cái màu của nó đẹp chưa? Đó. Thì bây giờ mình ủ đây khoảng